Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay lại với nhà của Oanh Cuộc Sống ở Úc. Lâu quá là không ra video cả nhà ha. Hôm nay thì nhà Oanh có cây mận nè. Sáng sớm là bây giờ là bây giờ là 8 giờ mấy rồi. Thì mình chuẩn bị đi làm, cho nên mình ra Oanh hai mận để đem lên chỗ làm cho mấy chị em ở trên chỗ làm ăn chung cho nó vui. Cây mận này Oanh trồng chắc cũng được 2 năm rồi cả nhà. Đây, bây giờ mình lại đây mình hái mận với nhà mình nha. Cây mận này á thì mình trồng trong chậu thôi chứ không có trồng ở ngoài cả nhà. Nhà hết vườn trồng rồi. Đây trái nó đang chín nè cả nhà. Mận này là mận Ấn Độ. Mẹ. Gì con? Đâu trái mận đưa lên cho mẹ coi coi. Trái gì? Trái mận đúng rồi. Rồi hái trái bên kia với mẹ nè. Nè đây nè, Sophie. Con hái trái này cho mẹ đi. Đây nè, trái này nè. Hai trái luôn nha. Ôi ôi, bên Úc mà cũng được hái mận đấy nha cô chú. Rồi bỏ vô gỗ cho mẹ. Cảm ơn con. Rồi mình qua bên mé bên kia nha. Qua bên kia. This way. Hôm nay cho Sophie lên hái mận. Rồi, con hái chùm này cho mẹ đi. Bứt luôn, dính cái bịch luôn. Nên cái bịch luôn cô chú nè, bỏ cho bịch. Này mẹ hái chùm này nó rụng trái rồi nè cả nhà. Mấy bữa nay nắng quá nó rụng rồi. Nè, bỏ bịch luôn cho mẹ nè. Cảm ơn con. Trời ơi. Mấy hôm nay bên Úc nắng quá cả nhà, cho nên là mấy cái trái mận nó muốn rụng hết rồi. Mình để Sophie, chùm này đi con. Hái miếng chùm luôn. Chưa từ chạy mấy chùm. Hai miếng chùm luôn. Ừ, đấy. 2 trà. Rồi, bỏ thao đi. Cảm ơn. Giờ đụng ra cái nó rụng rồi cả nha. Này, lát vô mình tháo bịch sao. Ôi, cái nhà nhìn chùm mận nè. Đã chưa? Quá trời quá đất luôn. Mận này trồng trong chậu á, cái nhà mà trái nó vậy nè. Trái quá trời trái luôn. Chùm chùm đó nè. Nguyên cái cây đọt mận. Thích thật luôn á. Mận này mận Ấn, không có hột, ngọt lắm. Thích quá ha, mình thích lắm luôn á. Ở bên này mà trồng cây ổi á. Cây ổi của anh cũng trái quá trời luôn. Cây mận cũng trái quá trời luôn. Quá trời luôn. Chùm luôn nè các nha. Chùm này còn non, còn chưa chín. To quá ha. Cái nghèo vậy đó hả? Rồi giờ mình gỡ mấy cái bịch ra nè, gỡ mấy bịch mận ra nha. Ok. Wow, quá trời trái mận luôn ha. Trùng quá chú ơi. Con lấy con đây con hái. Nhiều. Trái mận. Mận. Ừ, bây giờ mình vô mình ăn ha. Vô ăn mận ha. Dạ. Thôi con bye bye cô chú nha. Bye. See you cô chú. Đây các bạn, go inside. Can you open the door? Okay. Good morning, Henry. Why are you crying? I'm so happy to Sao? Sao con? You fell off the toilet. Oh, con trai của mẹ. I came up your outside, but I fell. Okay, sorry. Rồi, vô inside nè. Rồi, băm hả? Rồi, đi vô nhà này con. Vô nhà lột mận cái nha. Con muốn pick vậy nè. Rồi, con ăn hái chùm đi nè mẹ. Con hái đi nè. Dạ, con hái chùm. Con hái chùm này đi. You have to put on your hand. Này, hái đi. Well, are you still filming? Ừ. Yeah. Hái đi. Me and Harry gonna pick. Hái khỏi con hái luôn, khỏi open luôn cũng được.
Sophie Henry á, nó thích được quay phim, được hái á cô chú, mà nãy chưa thức cho nên mình rủ Sophie ra hái trước, xong anh đi làm. Hái hai trái bự đi. Hái trái bự đi con, hái đi. Ừ. Wow, đảo ta. Không, không, cái này nè, cái này. Mommy. Yeah. Why have you got to have two pets? Hết rồi kìa, đi vô. Hello. Ê, còn trái trên nhánh kìa Henry. Yeah. Còn trái lung lay trước mặt con đó, để trên hai hai. Ừ. Hello. Henry có thích ăn mận không? Con thích ăn mận, ai thích ăn mận là vậy. Rồi, đi vô, kinh vô nhà đi. Kinh vô nhà ăn nha. Đi, let's go. Sophie tháo mận, lấy mận bỏ vô thao cho mẹ đi. Con kéo nè, mẹ thao mận không dùng thuốc cả nhà cho nên là nó hơi bị nó không có đẹp lắm. Trái cũng to to. Con mở cái khác đi, con mở cái khác đi. Cái này cũng móng được hả? Ok. That's one hard à, không mở được hả? Tao nói trồng cây không có gì vui bằng lúc nó cháy. Oh, mommy, mommy even get watered inside it. Ừ, mấy cái bịch nó có water ở trong. Trời, quá trời trái luôn. Can you open this for me? Năm nay cái mận nhà bánh trái bông quá trời. Can you open this for me? Nó bị rụng. Oh, there's a leaf in this one. Yeah, I'll get that one. Mommy trễ, mommy cho đi làm rồi. 8:40 rồi. Nó từ từ lên lần thương trái đó. Cái gì hướng à? Giờ cái nào bịch nào tháo cũng được, dễ tháo ra chứ. Giống cái này là giống giống y chang nhà 7 con gì vậy cả nhà. Bây giờ tháo 7 vậy. Can you open this? Mommy, you should gave this one to me so I can pick these. Nè. Nè. Mấy cái bịch này mình giữ đây năm sau chọc đi. I'm picking off these little steps. Rồi cái này bỏ đi, cái bịch này cho mẹ là năm sau mẹ xài tiếp. Thôi video hôm nay cũng xin kết thúc tại đây cả nhà ha. Tạm biệt cả nhà và hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Bye bye. Henry, Sophie. Bye cô chú. Bye bye cô chú. Bye bye cô chú. Sao nắng mặt quá vậy? Qua đây xíu đây. Rồi bye bye cô chú đi. Bye bye. Bye bye đâu? Actually, mom. Mommy, look on the ground. Xinh quá xinh. Look on the ground. Ừ, đây này, này. Đây là cái rổ mận. Ôi, cũng nhiều quá cả nhà. Mommy, can you